Để khắc phục mưa lũ, sạt lở đất đá gây thiệt hại lớn đến lưới điện và nhiều tài sản khác tại các tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chỉ đạo điện lực các tỉnh thực hiện các giải pháp linh hoạt với phương châm 4 tại chỗ để xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo cấp điện kịp thời cho khách hàng. Ngay đầu tháng 8 năm 2023, do mưa dông kéo dài gây sạt lở, lũ quét đã ảnh hưởng đến lưới điện một số tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang. Để đảm bảo công tác vận hành an toàn cho con người và tài sản, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên luôn chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình mưa lũ và các cơn bão, ứng trực 24/24, tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, thiết bị để ứng cứu và khắc phục nhanh sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp điện cho khách hàng. Các công ty thủy điện thuộc EVN-NPC cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra lưu lượng nước về đập, hồ chứa, kênh máng, ống dẫn để đảm bảo an toàn cho công tác quản lý vận hành của nhà máy, chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin và cảnh báo mưa lũ để đảm bảo an toàn cho hồ đập cũng như đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương khi tiến hành xả lũ nếu xảy ra, tuân thủ quy trình, quy định hiện hành. EVN-NPC đã quán triệt, chỉ đạo đến tất cả các cán bộ công nhân viên nghiêm túc, thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão, đồng thời kêu gọi khách hàng và nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là an toàn điện trong mùa mưa bão.